Và thưa quý vị, như thông tin chúng tôi đã đưa thì Bộ Tài chính vừa có báo cáo chuyên đề về việc cần thiết ban hành thuế tài sản nhằm vào các tài sản có giá trị lớn như nhà, đất. Thực chất thì đây không phải là đề xuất mới của Bộ Tài chính nhưng nhiều lần chưa thành hiện thực do quan ngại chưa phù hợp với thời điểm. Liệu thời điểm hiện tại thì có phù hợp với việc ban hành các sắc thuế tài sản mới và nếu có thì nó sẽ tác động như thế nào đến giá bất động sản trên thị trường? Chúng tôi sẽ có cuộc trao đổi ngay sau đây với ông Lê Hoàng Châu, là Chủ tịch Hiệp hội bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa ông, được biết là vừa qua thì Bộ Tài chính cũng đã có một cái văn bản báo cáo chuyên đề về cái sự cần thiết phải có một cái luật tài sản mới, trong đó là đánh vào những cái tài sản có giá trị lớn như là nhà và đất. Thì quan điểm của Hiệp hội bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh về cái luật thuế tài sản này như thế nào thưa ông? Thật ra cái ý định về đánh thuế tài sản đã được đưa ra từ năm 2009, nhưng mà lúc đó Quốc hội căn cứ vào tình hình thực tiễn của đất nước thì chỉ mới thông qua có một phần cái đề xuất này, đó là Quốc hội đã thông qua luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thì bao gồm đất sản xuất kinh doanh, đất ở của đô thị. Thuế suất của cái luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp rất là thấp. Đơn cử là nếu một cái căn nhà có diện tích chiếm đất là 100 m² ở đường Đồng Khởi thì hiện nay là cái giá đất theo bảng giá đất của thành phố mà đã được vận dụng ở mức tối đa thì cái giá đất ở đường Đồng Khởi là 194 triệu đồng 1 m². Mà nếu nộp 0,03% cái thuế sử dụng đất phi nông nghiệp này cho diện tích 100 m² thì một năm chủ nhân của miếng đất này chỉ phải nộp có khoảng là 6 triệu đồng thôi. Cái giá thị trường của cái đường Đồng Khởi này là trên 1 tỷ đồng 1 m². Cho nên bây giờ chúng ta chỉ tính có 194 triệu theo bảng giá đất 1 m², rồi tính cái mức nộp 0,0% thì quả thật cái nguồn thu vào ngân sách nhà nước đối với tình hình của Việt Nam chúng ta đó, thì nó chỉ chiếm một cái tỷ trọng là chỉ có hơn 1% là cái tổng thu ngân sách nhà nước mà thôi. Đó. Và nếu so về mặt GDP thì nó chỉ chiếm khoảng là 0,3%. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng hiện nay Bộ Tài chính đề nghị đánh thuế tài sản theo thông lệ của các nước. Đó là một cái việc làm cần thiết, việc làm bình thường. Và cái điều đó nó cũng sẽ góp phần để giúp cho thị trường bất động sản phát triển một cách nó lành mạnh. Và chúng ta với cái thuế tài sản này thì nó sẽ giúp để chống đầu cơ, chống sử dụng lãng phí nhà đất trên thị trường bất động sản. Và nó cũng tạo cái cơ hội cho những người có nhu cầu, có thêm cái nguồn cung. Bởi vì qua cái đánh thuế này thì sẽ có nhiều người sẽ không còn ham muốn là có nhiều nhà đất nữa. Và từ đó nó cũng sẽ giúp một bộ phận người dân cũng như nhà đầu tư, thay vì đầu tư chỉ tập trung vào bất động sản thôi thì có thể là dịch chuyển một cái nguồn vốn là vào cái khu vực sản xuất kinh doanh để đầu tư phát triển, thì điều đó nó có lợi cho nền kinh tế. Được biết là trước đây khi mà có những cái ý tưởng về việc đánh thuế tài sản lên nhà đất thì cũng có nhiều hiệp hội cũng như là các doanh nghiệp bất động sản họ cho rằng đây không phải là cái thời điểm phù hợp khi mà sức dân chưa đủ để phải gánh chịu một cái khoản thuế quá cao. Thì tính đến thời điểm này thì ông thấy là liệu là nó đã đủ chín mùi để chúng ta có một cái luật tài sản không thưa ông? Chúng ta biết rằng là Bộ Tài chính đã đưa ra vấn đề này trở lại là vào cuối năm 2016. Và lúc đó thì Bộ Tài chính cũng nói rằng cái lộ trình để trình với Quốc hội ban hành cái luật thuế này là trước năm 2020 chứ không phải ở thời điểm hiện nay. Và hiện nay đó Hiệp hội bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh chúng tôi cũng kiến nghị với Bộ Tài chính là giữ cái lộ trình là sẽ trình với Quốc hội để đưa vào chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội hàng năm. Và sẽ ban hành cái luật thuế này là trước năm 2020 là phù hợp. Tuy nhiên là cũng có nhiều ý kiến lo ngại là cái việc thuế tài sản thì nó sẽ dẫn đến việc tăng giá của bất động sản, thì cá nhân ông nghĩ như thế nào về vấn đề này? Chúng tôi thì lại nghĩ ngược lại. Bởi vì nếu mà Quốc hội ban hành cái luật thuế tài sản thì với một cái điều kiện nữa là để tránh cái chuyện mà thuế chồng thuế, thu trùng lấp, thì chúng tôi đề nghị là cần phải thay đổi cái chính sách và cơ chế tính tiền sử dụng đất. Bởi vì cái tiền sử dụng đất hiện nay mà doanh nghiệp phải nộp khi làm dự án phát triển nhà ở thì hiện nay đang rất nặng, mà chúng tôi đánh giá rằng gần như doanh nghiệp phải mua lại cái quyền sử dụng đất này lần thứ hai, và nói là doanh nghiệp trả tiền sử dụng đất nhưng mà thực chất toàn bộ chi phí này được tính vào giá bán cho người tiêu dùng, mà cuối cùng người tiêu dùng lại là người phải gánh cái tiền sử dụng đất rất nặng này. Đó. Mà chúng ta cũng biết rằng ở các nước là hoàn toàn không có cái tiền sử dụng đất. Cho nên là Hiệp hội chúng tôi mới kiên trì đề nghị với nhà nước là nên thay đổi chính sách và cơ chế thu tiền sử dụng đất hiện nay bằng cái thuế đánh trên cái hành vi chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp thành đất ở, với một cái thuế suất có thể được ấn định là 10% hoặc là 15%. Cái này là do Quốc hội xem xét và tính toán và đánh trên cái bảng giá đất của các địa phương. Thì như vậy là cái tiền sử dụng đất hiện nay đang thu rất là cao, nhưng mà nhà nước chỉ thu được có một lần thôi, trở thành là cái khoản thu này là trở thành thu do chuyển mục đích sử dụng đất, nó nhẹ hơn so với cái khoản thu nộp tiền sử dụng đất quá nặng hiện nay. Đồng thời với cái luật thuế tài sản được ban hành thì nhà nước lại có một cái nguồn thu ngân sách ổn định thường xuyên. Mặc dù trong báo cáo chuyên đề lần này thì Bộ Tài chính không đưa ra một cái phương thức tính thuế cụ thể, nhưng mà trước đó thì Bộ này cũng nhiều lần đề xuất cái quan điểm là sẽ đánh thuế đối với ngôi nhà hoặc là mảnh đất từ thứ hai trở đi. Đâu đó râm ran vẫn cho là sẽ xuất hiện những cái không công bằng nếu mà thu thuế như vậy. Theo quan điểm của Hiệp hội, nếu xây dựng luật thuế này thì sẽ có những cái góp ý như thế nào để việc thu thuế tài sản đảm bảo công bằng cũng như là phù hợp với sức của người dân hiện nay thưa ông? Tình hình của Việt Nam của chúng ta nó khác với các nước, cho nên chúng tôi đề nghị là có xem xét cụ thể để chúng ta tính toán cái tác động của luật thuế tài sản này đối với tất cả các đối tượng trong xã hội để đảm bảo cái sự công bằng, và cũng đồng thời có quan tâm đến những cái đối tượng là những người có thu nhập thấp ở đô thị, ở nông thôn, những người nghèo. Cho nên là Hiệp hội chúng tôi mới đề nghị cái điều đầu tiên hết đó là không nên áp dụng thuế tài sản đối với những người đang ở nhà ở xã hội hoặc là những người đang ở nhà cấp 4 trở xuống ở nông thôn. Và trước mắt thì Hiệp hội cũng đề nghị là chưa đánh thuế tài sản này đối với những hộ tái định cư, cũng như là những người đang ở trong những căn nhà có cái giá trị là dưới 1 tỷ đồng. Cái điều thứ hai là Hiệp hội đề nghị là đối với những người mua căn nhà thứ hai, thứ ba trở lên, nhưng mà tổng diện tích các căn nhà này là không vượt quá 77 m², thì cũng là không áp dụng cái đánh thuế đối với người có nhiều nhà. Bởi vì chúng tôi thực tế đã đi quận 11, đã đi ở khu vực Mã Lạng, ở phường Nguyễn Cư Trinh quận 1, chúng tôi thấy có những căn nhà chỉ khoảng 15-20 m², nhưng mà có 2-3 hộ khẩu ở trong đó, có hàng chục người ở trong một cái căn nhà mà phải nói rằng rất nhỏ. Bây giờ thí dụ một người đang ở trong một căn nhà là 20 m², bây giờ mua thêm 2 căn nữa là mỗi căn cũng 20 m², là 3 căn, mang tiếng là có 3 cái nhà, nhưng mà cộng lại diện tích chỉ có 60 m² thôi. Dạ vâng, xin cảm ơn ông vì cuộc trao đổi vừa rồi ạ.